là chai nước hoa cho nữ giới được thương hiệu Prada ra mắt tháng 8 năm 2011, được đánh giá là phiên bản mới của dòng Prada Candy trẻ trung, năng động. Hương nước hoa là sự kết hợp tinh tế cho một cô gái năng động có sự tươi mới và độ ngọt gây nghiện của hương nước hoa khiến nàng mê đắm. Thông tin nước hoa Prada Candy Eau de Parfum EDB 7ml. Xuất xứ Tây Ban Nha. Nhãn hiệu Prada. Dung tích 7ml. Phân loại: nước hoa cho nữ, phong cách ngọt ngào, quyến rũ, nhóm hương phương Đông. Mùi hương nước hoa: hương đầu, xạ hương, hương lưu, an tức hương, hương cuối, đường tinh khiết và caramel. Câu chuyện mùi hương của Prada Candy Eau de Parfum. Prada Candy Eau de Parfum là dòng nước hoa cho nữ thể hiện sự bùng nổ với sắc màu tươi sáng của hồng và vàng. Người sáng tạo ra mùi hương này là Daniela Ross Andrea, muốn mang lại một khía cạnh mới cho nàng, đó là sự tinh vi gợi cảm và chút tinh nghịch và năng nổ. Đây được coi là chai nước hoa hoàn hảo cho ban ngày, thích hợp cho mùa đông, đem lại cho nàng sự tự tin ngọt ngào, sảng khoái.